Câu 2. Cho cấp số cộng UN U1 bằng 1, U2 bằng 3, tính U3. Thì ở đây các bạn cần nhớ công thức liên quan về cấp số cộng. Thì bây giờ mình tổng hợp lại nha các bạn. Thì thứ nhất nè, U1, U2, U3 chấm 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 đến UN thì người ta gọi là số hạng. Số hạng. Ví dụ như U1 gọi là số hạng thứ nhất, U2 gọi là số hạng thứ hai, U3 gọi là số hạng thứ ba. D, nhiều bạn đọc là D cũng được nha các bạn, gọi là công sai. Vậy cấp số hạng gồm có số hạng, xin lỗi, cấp số cộng thì gồm có số hạng và công sai. Cấp số cộng. Rồi, công thức thứ nhất các bạn cần nhớ đó là liên quan về số hạng và công sai. Ta có UN cộng 1 sẽ bằng UN cộng D. Được chưa ạ? Số hạng sau sẽ bằng số hạng trước cộng công sai. Công thức thứ hai đó là UN sẽ bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D1. U số hạng thứ N sẽ bằng số hạng thứ nhất cộng N trừ 1 nhân D1, với điều kiện N phải lớn hơn bằng 2. Công thức thứ 3 đó là UK bằng UK trừ 1 cộng UK cộng 2 chia 2, với K lớn hơn bằng 2. Công thức này cho ta thấy rằng số hạng ở giữa sẽ bằng tổng hai số hạng hai bên cộng lại rồi chia 2. Công thức thứ 4 đó là liên quan về tính tổng sẽ bằng N nhân U1 cộng UN chia 2. Được chưa ạ? Cố gắng học thuộc công thức giúp lợi. Rồi, các bạn nhìn vào đề có U1, U2, tính U3. Vậy cho thấy rằng ba cái thằng U này, U1 bằng 1, U2 bằng 3, U3 chưa có. Thì ta sẽ dùng công thức nào ạ? Thì mình thấy rằng U1 nè, U2 nè, U3 nè là ba số hạng liên tiếp, thì mình sẽ dùng cái công thức số 3. Số hạng ở giữa nè, số hạng ở giữa, vậy là U2 sẽ bằng U1 cộng U3 chia 2. Sau đó các bạn chỉ cần thế số vào, 3 bằng 1 cộng U3 phần 2. Rồi, tới đây các bạn bấm máy tính luôn, giống như bài tìm x giải. Bấm máy tính bằng cách giải tìm x đó các bạn. Rồi các bạn sẽ ra U3 bằng bao nhiêu và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha.